Một đường dây vận chuyển vàng từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ vừa bị công an tỉnh Tây Ninh triệt phá, thu giữ 56 kg vàng, 84 chỉ vàng và 1 tỷ 200 triệu đồng. Đáng chú ý, có hai chủ tiệm vàng tham gia đường dây buôn lậu cũng bị bắt. Trước đó, kiểm tra ô tô do Đào Mạnh Cường, 57 tuổi, ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh điều khiển chở chị Trần Thị Ánh Loan. Lực lượng công an phát hiện túi sách bên trong có 25 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 miếng vàng 4 số 9 loại 1 chỉ, cùng với 1 tỷ 200 triệu đồng. Tiếp tục điều tra xe ô tô do Trần Châu Chánh Trực, 27 tuổi, cũng trú ở huyện Hóc Môn điều khiển, thì tiếp tục phát hiện 29 kg vàng thỏi. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số vàng. Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp đối tượng Trần Quốc Tuấn, Trần Kim Ngọc và Nguyễn Hoàng Hiếu về hành vi buôn lậu. Trong đó, Hiếu là chủ tiệm vàng ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Ngọc là chủ tiệm vàng ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, cũng là mẹ vợ của Hiếu. Bước đầu làm việc, công an xác định Hiếu, Ngọc và Tuấn móc nối với người Campuchia mua vàng tại Campuchia với số lượng lớn, giá rẻ hơn ở Việt Nam. Sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để Cường, Loan và Trực mang về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Hiện công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiếu, Ngọc và Tuấn.